Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ triều đại thiên chúa đã đến gần các ông. Anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay hội thánh mời gọi chúng ta kính nhớ lễ hai thánh Timôthê và thánh Tito uh, giám mục. Trong bài đọc lời Chúa ngày hôm nay uh, có thể nói là nhấn mạnh cho chúng ta như trong bài Tin mừng nói về cái nguồn bình an của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô được trao ban cho nhân loại trong cái bối cảnh của đời sống của chúng ta và chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu những sự khủng hoảng trong đời sống xã hội còn đó biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh còn đó biết bao nhiêu những hận thù phe phái phe nhóm còn biết bao nhiêu những sự chia rẽ còn biết bao nhiêu những sự chết chóc như, thế thể là xảy ra hàng ngày trong đời sống của con người thì chúng ta mới thấy được cái nguồn bình an sự bình an sự hòa bình đích thực cần thiết là trường nào sự bình an đấy đức giêsu ngài đã đến và ngài trao ban cho nhân loại cho con người chúng ta rồi và chúng ta bây giờ được mời gọi được mời gọi tin vào đức giêsu kitô và trở nên chứng tá của đức giêsu kitô cho nên những người mang mang lấy sự bình an của Thiên Chúa và đem sự bình an đấy đến cho anh chị em của mình, cho những người sống chung quanh chúng ta, cho chính đời sống của mỗi người chúng ta. Và để trở thành những môn đệ của Đức Giêsu như là uh, thành Timôthê là giám mục hay là Tito là giám mục là những đồ đệ những người đồng hành với Thánh Phaolô đấy là những con người như thánh phaolô ngài nói timothée là một người đầy lòng tin tưởng và cái lòng tin tưởng chân thành cái lòng tin chân thành không giả dối hay là trong thư gửi cho ông tito thánh phaolô ngài có nhắc tới là cái chân lý của thiên chúa đã được trao ban cho con người sự thật của thiên chúa đã được trao ban cho con người và À, chính Paulo Paulo là một con người sau khi trở lại thì đã sống một cái đời sống gắn bó với Đức Giêsu Kitô và sống một cái đời sống rất là chân thật và ngài đã tự tự nhận tự nói với mình là sống trong một cái lương tâm trong sạch và thì hóa ra các đồ đệ của Đức Giêsu Kitô những người trở nên những nhân chứng của Đức Giêsu Kitô là những con người sống trong sự thật chạm được với sự thật để bây giờ trong một cái đời sống của chúng ta đấy đối diện với những sự gian dối những sự đen tối của phía con người của một phía thế gian đầy bóng tối đấy, thì bây giờ chúng ta được mời gọi trở nên những nhân chứng của sự thật của nguồn bình an mà đã được trao ban cho nhân loại chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô vậy chứ gì chúng ta đón nhận lấy lời chân thật của Thiên Chúa để sống được cái tâm hồn sống được cái tâm tình của sự thật của sự chân thật để bây giờ tất cả chúng ta đã được trở nên những ánh sáng những chứng nhân của Thiên Chúa trong cái thế gian rất cần sự bình an rất cần nền hòa bình này. xin cho chúng ta được trở nên những chứng nhân sống động của Đức Giêsu Kitô Amen